chiến tranh Ukraine và Nga như thế nào. Sau khi cái cuộc tấn công tàn bạo của Nga ngày hôm qua, các vị cũng biết là ngày hôm qua thì Nga trả đũa Ukraine với một cái quy mô cực kỳ là lớn. Trong đó là Nga tấn công cả trăm mấy cái quả tiễn và 100 mấy máy bay không người lái. Và đã tấn công vào 15 cái tỉnh thành của Ukraine. Tất nhiên là hệ thống phòng không của Ukraine đã làm việc khá tốt, nhưng mà cũng không thể nào ngăn chặn được hết. Vì tới 15 cái tỉnh thành, mà các quý vị biết là diện tích đất đai của Ukraine là cái quốc gia lớn nhất tại châu Âu. Và cái số lượng mà hệ thống phòng không của phương Tây viện trợ đó, nó có giới hạn. Nên là Ukraine có bảo vệ nhưng cũng không cách nào bảo vệ hết lãnh thổ của mình được. Nên là cái sự thiệt hại cho người dân Ukraine nó khá nhiều ngày hôm qua. Bởi vì cái mục tiêu mà Nga tấn công á, là vào hạ tầng năng lượng của người dân. Nên là phần lớn á, cái người mà thiệt hại trực tiếp đó là người dân thường. Nên là cái điều mà ngày hôm qua những sự tai nạn và những chiếc máy bay không người lái mà quả tiễn của Nga nó rớt vào người thường dân á, nó có. Cả luôn một cái sự việc khá là nổi bật mà nhiều người chú ý. Đó là cả như một cái nhóm phóng viên báo chí của tờ báo Reuters. Và đã có một người đã thiệt mạng. Những người này họ đang nghỉ ngơi ở trong một cái khách sạn. Thì quả tiễn của Nga nó không phân biệt đâu là người dân Ukraine, đâu là phóng viên báo chí của nước ngoài đâu các quý vị. Thì tất nhiên nó sẽ lao vào. Thì nó lao vào thì chúng ta biết được kết quả. Sau khi đó thì những phóng viên báo chí đã lên án cái hành động tấn công của Nga một cách bừa bãi, tàn bạo, vô đạo đức, vô nhân đạo. Và họ cho kêu rằng là Putin phải có lần giải thích. Ngày hôm nay Điện Kremlin họ nói là họ hoàn toàn không biết điều đó. Thứ nhất là họ không biết cái chỗ đó là phóng viên báo chí ở. Thứ hai là họ cũng không có ý định tấn công vào báo chí đâu. Nên là họ hoàn toàn vô tội vì bởi vì họ không biết. À, đây là cái cách trả lời của Putin sau khi người ta chất vấn. Người ta hỏi các anh đánh chiến tranh thì các anh cứ đánh. Nhưng các anh đánh làm sao nó đúng vào cái mục tiêu quân sự hay là mục tiêu của chính phủ. Đây là cái nơi người dân thường người ta ở mà các anh cũng không tha. Thì các cô chú anh chị em cũng biết á, cái điều mà Nga tấn công một cách bừa bãi á, nó đâu phải một ngày một bữa. Nga đã tiêu hủy cả luôn những thành phố mà. Giống như thành phố Mariupol và nhiều thành phố khác, Nga bất chấp thủ đoạn. Khi Nga đã muốn trả thù thì Nga không cần bận tâm bởi vì không phải là công dân Nga. Cái điều đó nên chúng ta mới hiểu rồi là lý do tại sao mà Ukraine họ vượt qua biên giới. Bởi vì khi Nga biết rằng là thả bom xuống một cách bừa bãi, chính dân Nga là người tử vong thì Nga lúc đó mới lo lắng. Máu mình chưa chảy thì mình không có đau. Đó là vừa qua thì một số lượng người dân thường đã tử vong khá nhiều của ngày hôm qua ở khắp nơi nhiều tỉnh thành khác nhau. Và cái điều đó là bị thế giới lên án. Rất là nhiều quốc gia đã lên án, đồng loạt lên án các hành động của Nga một cách chiến tranh, mình kêu là vô đạo đức. Và hàng loạt cái sự việc, thí dụ là Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và nhiều người khác đã lên tiếng hàng loạt. Và cái hành động của Nga nó sẽ dẫn đến cái gì các quý vị? Là Mỹ sẽ có cơ hội gỡ gào cản cho Ukraine và Anh Quốc cũng như vậy. Cái gì nó cũng có một con dao hai lưỡi cả. Các vị cũng biết là thời gian gần đây đó thì Ukraine họ đã kêu gọi rất là nhiều. Mỹ hãy cho phép tôi dùng quả tiễn tầm xa của các ông tấn công sâu vào trên lãnh thổ của Nga. Hãy cho phép chúng tôi như thế này, máy bay F-16 cho tôi bay trên lãnh thổ của Nga. Đó, vân vân và vân vân. Nhưng mà vừa qua thì Mỹ vẫn chưa cho phép. Anh Quốc cũng vậy. Cái loại quả tiễn mà Anh Quốc viện trợ, quả tiễn tầm xa đó, tầm sau đời đó, thì Anh Quốc vẫn chưa cho phép điều đó. Vì Anh Quốc cho rằng là bất công cuộc chiến tranh leo thang. Ở trong cái phạm vi kiểm duyệt ở biên giới 100 km là đủ rồi. Nhưng hiện bây giờ 100 km thì lại không đủ với cái hành động của Nga vừa qua. Thì hiện bây giờ thì cái lập trường của hai quốc gia này là bắt đầu đang suy nghĩ và xem xét. Chúng ta có nên mở tất cả những gào cản cho Ukraine hay không? Nên là tại sao Nguyên nói đó, cái gì cũng vậy cả, có dai thì phải có trả. Những cuộc tấn công tàn bạo của Nga trong thời gian vừa qua, 2 năm mấy vừa qua, càng ngày chúng ta thấy được là chiến tranh sắp tới trong tương lai nó sẽ diễn biến trên lãnh thổ của Nga nhiều hơn trên lãnh thổ của Ukraine. Ngoài ra thì các quý vị cũng biết cái cuộc tấn công vừa qua đó nó dẫn đến nhiều cái sự việc khó khăn cho người Ukraine, nhưng mà nó cũng dẫn đến một cái điều, cái sự quyết tâm của chính phủ. Tổng thống Zelensky đã công bố với người dân rằng cái sự hành động tàn bạo của Nga, cái sự hành động vô đạo đức của Nga sẽ không thể nào không có sự
đáp trả lại của chúng ta. Và đợt này chúng ta sẽ đáp trả lại bằng vũ khí, chính vũ khí của họ. Cái câu nói này nó mới thấm nè. Tổng thống Zelensky mà, chắc chắn là chúng ta sẽ đáp trả lại. Nhưng mà đợt này chúng ta sẽ đáp trả bằng vũ khí của họ. Cái câu này mới là quan trọng. Vũ khí của Nga ở đâu mà có, đối những cái quy mô lớn để mà đáp trả. Hiểu vì chúng ta đều biết là Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây. Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây, viện trợ đến từ phương Tây. Và bây giờ thì Tổng thống Zelensky đã công bố trước những ngày kế tiếp chúng ta sẽ đáp trả những cái hành động của Putin, nhưng mà chúng ta sẽ đáp trả với vũ khí của Nga. Thì nó có nhiều cái câu trả lời trong cái bài phát biểu này, là bởi vì thời gian gần đây đó, ở khu vực kết mà chúng ta biết đó, là cái khu vực mà lực lượng của Ukraine đã vượt qua biên giới đó vào ngày 6 tháng 8 đó. Và hiện bây giờ còn đang trụ khá tốt và còn đang tìm ra được những cái thắng lợi ở tại khu vực. Thì họ đã tịch thu rất là nhiều kho đạn. Họ đã tịch thu rất là nhiều kho đạn dược của Nga trong vòng 20 mấy ngày vừa qua. Và những kho đạn dược này nó sẽ sử dụng để tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Chứ nó không phải là tấn công vào biên giới. Bởi vì đây là cái sự đáp trả của Ukraine tương đương với những gì mà Nga đã tấn công trong ngày hôm qua. Nên là cái cuộc tấn công quy mô đáp trả của Ukraine sẽ cực kỳ là lớn. Mà cái khổ là tấn công sâu vào trong á, thì không được quyền sử dụng vũ khí của phương Tây. Đó là bắt buộc phải dùng những vũ khí khác. Mà hiện bây giờ thì Ukraine họ nói là họ sẽ sử dụng vũ khí của Nga. Thì Nguyên nghĩ không đâu xa lạ hết là những cái kho vũ khí mà Putin đã bỏ lại cho Ukraine ở khu vực kết. Và những cái kho vũ khí đó nó sẽ trưng dụng lại. Và nó tất nhiên là nó sẽ có những cái cải tiến lại. Và nó sẽ sử dụng nó và tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga trong những ngày kế tiếp. Ukraine không có đường lựa chọn các quý vị ạ. Bởi vì Ukraine phải chạy đua với thời gian. Vì chúng ta đều biết sắp sửa tới đây nó sẽ có thể có cái cuộc đàm phán hòa bình diễn biến vào tháng 11. Nếu Ukraine không có tìm ra cuộc thắng lợi thì cái cuộc đàm phán này nó không có lợi cho Ukraine. Nó sẽ vô cùng bất lợi về vấn đề đàm phán hòa bình. Và Ukraine có nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Nên là cái tốt nhất của Ukraine đó là phải tìm ra cái cuộc thắng lợi lớn vào trong những tháng kế tiếp. Và chúng ta đều biết mùa hè sắp sửa hết rồi. Tức là hiện bây giờ Ukraine phải chạy đua với nước rút. Nên là cái cuộc phản công của Ukraine nó cũng sẽ gần đây thôi. Và một bản tin có thể rất là vui cho Ukraine ngày hôm nay là báo chí của Anh Quốc. Họ đã nêu lên cái lý do mà Ukraine đã nhu cầu nhiều lần về gạo cảng qua tiễn tầm xa mà Anh Quốc đã viện trợ. Theo cái nhìn của phía bên Anh Quốc cho rằng sự việc mà mở cấm vận cho Ukraine về vấn đề vũ khí tầm xa nó sẽ đem lại cái hòa bình dễ dàng hơn. Bởi vì mục đích của Ukraine là muốn tấn công vào Moscow, tấn công vào thủ đô và để ép Putin phải đàm phán. Cái câu nói này nó hay thấm đó. Tấn công vào thủ đô và để ép Putin đàm phán. Thì các quý vị cũng biết mà, nói với cái câu này nó có hơi mà kêu là nó hơi móc đó. Cái lý do tại sao vậy? Tại sao mà hiện bây giờ đấy cuộc giao tranh trên lãnh thổ của Nga nó có ở nhiều nơi? Thí dụ ở thành phố Brian, ở Kut, ở Benhut, mà Putin lại không đàm phán, nhưng mà phải tấn công vào thủ đô. Có nghĩa là phải để cho Putin bị đe dọa đến tính mạng. Putin phải bị đe dọa đến tính mạng thì Putin mới biết đau. Còn nếu mà người dân Nga mà có chết đi nữa thì ổng cũng chẳng bận tâm. Chừng nào chính bản thân tính mạng của ổng và gia đình của ổng bị đe dọa thì ổng mới chịu đàm phán. Và hiện bây giờ Putin đang ở đâu? Putin đang ở thủ đô. Nếu mà thủ đô là cái nơi thủ phụ bị tấn công thường xuyên, cũng giống như mà Nga tấn công ở tại Kiev vậy đó. Các vị cũng biết thì Nga tấn công thường xuyên ở thủ đô của Ukraine. Nếu để cho Ukraine có cơ hội, có vũ khí tấn công thường xuyên vào thủ đô, thì cuối cùng Putin sợ chết và Putin sẽ đàm phán thôi. Đây là cái tờ báo của Anh Quốc ngày hôm nay, nó đã miêu tả lên lý do tại sao, nguyên nhân và Ukraine đã muốn điều đó. Và nó kêu gọi chính phủ Anh Quốc hãy nên mở cái gạo cản đó ra để cho Ukraine có thể thực thi
cái điều ép Putin kéo lại cho cái bàn đàm phán. Thì cái điều này nó cũng bình thường thôi cô chú anh chị em, ai cũng vậy thôi. Nhà cái bên trái là phải nhà của mình, u đằng kia trái mà, kệ nó đi. Đó, nhưng mà lúc mà nhà của mình trái đó thì mình quýnh đích lên. Thì cái gì cũng vậy. Nếu mà tấn công thường xuyên vào thủ đô đó, thì thứ nhất là cái tâm lý của người dân Nga hoàn toàn sụp đổ. Vì thủ đô là cái nơi đông dân, là cái nơi có niềm tin về chính phủ nhất. Mà thủ đô mà bị tấn công thường xuyên thì ai còn tin tưởng chính quyền Putin nữa. Đó là một việc. Thứ hai là tính mạng của Putin bị đe dọa hàng ngày, thì Putin sẽ suy nghĩ khác. Còn bây giờ thì ổng vẫn sống một cách thoải mái. Lâu lâu thì có mỗi một cái chiếc máy bay không người lái vào thủ đô. Ít quá. Đó. Lâu lâu như vậy không cảm giác một sự áp lực nào cả. Không cảm giác một sự áp lực nào. Nên là Anh Quốc cho rằng là bây giờ cứ viện trợ cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa, viện trợ cho Ukraine những cái loại vũ khí có đủ khả năng tấn công sâu vào trong thì sẽ ép Putin để đàm phán thôi. À, có thiệt gì hay không, Putin có đàm phán hay không thì chúng ta không biết. Đây là chỉ có là cái suy luận của một tờ báo của Anh Quốc về cái chủ đề này. Mình mong là chính quyền của Anh Quốc sẽ có sự xem xét lại và họ chấp thuận cái đề nghị của Ukraine mở ra những cái rào cản để cho Ukraine có dễ dàng phản công trên lãnh thổ của Nga nhiều hơn. Ngày hôm nay thì Nga tiếp tục nổ liên quan đến máy bay F-61 và các quý vị chờ đợi. Thì Trung Nguyên nói là vấn đề máy bay F-61 là một sự bí mật. Hiện bây giờ không có ai biết cái căn cứ không quân của F-61 ở đâu hết. Và chúng ta cũng không thấy F-61 xuất hiện. Lâu lâu nó có bay trên bầu trời, rồi nó biến mất, biến một cách ly kỳ phải dùng. Nhiều người còn tình nghi là Ukraine đã không để máy bay F-61 trên lãnh thổ của mình, mà mượn sân bay của những quốc gia láng giềng giống như là Ba Lan hay là giống như là Romania. Vì lý do là hiện bây giờ chưa có đủ khả năng bảo đảm chiếc máy bay này không bị Nga tấn công. Nên là hiện bây giờ thực tế là chẳng có ai biết, không có báo chí nào biết. Nhưng ngày hôm qua, sau cái cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ của Ukraine, thì mấy ông Nga đã trội lựu đạn nổ dữ lắm. Chúng tôi đã tấn công vào căn cứ không quân của Ukraine và chúng tôi đã tiêu hủy được nhiều chiếc máy bay F-61 mà Ukraine chưa có hoạt động đã bị tiêu hủy rồi. Dạ. Dạ, các quý vị nhiều khi nghe tin Nga là Nguyên có mặc áo giáp, đội nón cối, mà nhiều khi Nguyên phải núp cách Nga 2 mét nữa, Nguyên sợ bị giăng miệng. Nha. Khi lúc đó phần lớn á, cái cuộc tấn công vừa qua của Nga là nhắm vào hạ tầng năng lượng. À, nhưng mà bây giờ Nga nổ thêm một bản tin nữa là tấn công vào căn cứ không quân và đặc biệt là nhắm vào máy bay F-61. Đó, mà đã thành công tiêu hủy nhiều chiếc máy bay. À, Trung Nguyên nói là cái điều đó là không có. Nó hoàn toàn không có. Nó hoàn toàn không có các quý vị. À, lý do mà không có để cho Nguyên giải thích cho các vị biết, để cho có nhiều người cô chú anh chị em nào mà không nắm vững về cái vấn đề quân sự. À, hiện bây giờ ngày hôm nay đó, mỗi lần mà Nga đó cất cánh máy bay đó, giống như là Tu-95 hay là Tu này, Tu kia đó, máy bay thả bom đó, à, hay là máy bay mà chiến phi cơ mà có thể có những cái hỏa tiễn thả bom đó, mà kích hoạt trên bầu trời, tại trên lãnh thổ của Nga, là hệ thống an ninh của tình báo của Anh Quốc, của Mỹ, họ biết hết. Họ biết hết. Họ biết khi máy bay mới vừa cất cánh lên, sau đó là cái còi nó sẽ vang lên. Cái còi á, cái còi an ninh của quốc gia đó khắp nơi trên tỉnh thành của Ukraine nó sẽ vang lên. Và người dân có trách nhiệm đi núp bơm đạn khi lúc đó nó chưa có bắn gì hết. Và phải đợi khoảng tầm nửa tiếng sau thì hỏa tiễn hay là máy bay không người lái của Nga nó sẽ lao vào trên lãnh thổ của Ukraine. Thường xuyên là như vậy. Thì các quý vị cũng biết á, những cái chiếc máy bay phi cơ mà chiến đấu quan trọng đó, khi nghe tiếng còi vang lên, đặc biệt là F-16 hay là trong diễn đàn chúng ta nói cho vui á, là F-61 đó, khi nó nghe tiếng còi vang lên là những phi công trẻ tuổi leo lên liền, leo lên chiếc máy bay liền, cất cánh lên bầu trời liền. Để làm gì? Bởi vì F-61 nó không đơn giản chỉ là một chiếc máy bay tấn công, mà nó còn là một cái vũ khí có thể phòng thủ. Vì nó có hỏa tiễn không đối không và không đối địa. Nó sẽ yểm trợ rất là nhiều. Và đặc biệt là nó di chuyển, nó không ở mục tiêu nhất định. Và khi nghe chỉnh nhiệt độ đó, thì chỉnh cái chỗ này mà lúc nó bay rồi. Nó bay rồi. Nếu nó có thì nó cũng đã bay rồi. Vì lúc mà tiếng còi vang lên, nó có gần tới nửa tiếng đồng hồ nè. Nửa tiếng đồng hồ để nó kích hoạt ở trên không.
và nó đứng một cái vai trò khác rồi. Nên là cái điều mà cho là Nga tấn công trên lãnh thổ của Ukraine và tiêu hủy được máy bay F-31, cái điều đó là điều không có. Điều không có. Hoàn toàn những bản tin bịa đặt đến từ Nga để gỡ gạt những cái sự thất bại của mình. Các quý vị cũng biết là cách đây vài ngày trước thôi, đâu có lâu đâu. 4 căn cứ không quân của Nga đã hoàn toàn bị Ukraine tấn công. Mà cái hệ thống báo động của Nga nó không báo động. Các vị cũng biết là khi mà cái hệ thống báo động nó sẽ báo động trước khi bị tấn công một thời gian sớm. Để thứ nhất là cái hệ thống phòng không nó kích hoạt. Thứ hai là những phi cơ có thể dời đi chỗ khác. Nó có thể dời đi chỗ khác. Và cái bây giờ thì 4 căn cứ không quân của Nga vừa qua bị thiệt hại một cách nặng nề khi bị máy bay và hỏa tiễn của Ukraine tấn công nhưng không hề báo cáo. Nó đã dẫn đến nhiều Su-34 của Nga đã bị chìm trong biển lửa. Và nhiều máy bay thả bom của Nga đã bị tiêu hủy. Và bây giờ thì Nga bịa đặt ra một cái bản tin để gỡ gạt lại những cái sự thất bại của mình ở khu vực đó mà thôi. Chứ vấn đề mà F-31 thì nguyên chưa thấy bóng dáng đâu hết. Bóng dáng em đẹp xinh không thấy đâu hết. Nguyên cũng đang chờ đợi, cũng giống như các cô chú anh chị em, cái sự tác chiến của F-31 nó như thế nào. Nguyên cũng đang muốn coi là F-31 nó có thể đem lại cái thắng lợi cho Ukraine hay không. Hay là F-31 cũng giống như máy bay của Nga, Su-35 rồi, Su-34 đồ. Mình nghe nó dữ lắm, nhưng mà thực tế vào cuộc chiến thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nó cũng chẳng đem lại thắng lợi. Và máy bay đã viện trợ cũng khá lâu rồi, chứ không phải là không lâu đâu, vài tuần rồi. Nhưng mà vẫn không thấy được cái bóng dáng em đẹp xinh ở đâu cả. Nhiều khi chờ đợi là hạnh phúc. Nên các quý vị gắng cố gắng chờ đợi đi. Chừng nào có tin liên quan đến F-61 thì Nguyên sẽ cập nhật chi tiết cụ thể cho các quý vị. Chứ bây giờ thì Nguyên vẫn chưa khẳng định cái điều đó. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật tình trạng của chiến trường ở khu vực kết biển chuyến như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ nói về tình trạng ở khu vực Donetsk, cái khu vực mà Nga dồn dập tấn công. Tình trạng của khu vực kết thì vẫn đang tốt đẹp, đã hơn 20 mấy ngày rồi. Ukraine vẫn tạo ra được những cái thành tích đáng kể ở khu vực đó. Tuy rằng cái cuộc tấn công của Ukraine bây giờ nó hơi chậm, chậm có nghĩa là không được lấy nhiều diện tích đất đai nữa. Nhưng mỗi ngày như vậy thì Ukraine vẫn có thể lấy được 2-3 cái số vuông. Vẫn tiếp tục tạo ra những cái thành tích đáng kể và không có lùi bước và mở ra nhiều hướng khác nhau để mở rộng cái khu vực. Thì các vị cũng biết là khi các vị mở rộng cái khu vực thì cái lợi thế là lực lượng của địch không bao vây được. Nên là phải mở rộng ra, bề ngang, bề dài, cái gì cũng mở rộng ra để cho kẻ địch sau tương lai muốn bao vây mình nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Nên là hiện bây giờ Ukraine vẫn tiếp tục vừa tấn công vừa tạo ra những cái điểm phòng thủ để nếu lực lượng của Nga kéo lại quá đông và chúng ta đánh không lại thì nó có những cái bước đi lùi binh một cách an toàn và chậm rãi. Nên là cái cuộc tấn công của Ukraine nó không được giống như trong những ngày đầu, nhưng nó vẫn tạo ra những cái thành tích và ngược lại là củng cố được cái phòng thủ khá là vững chắc. Nga vẫn không có cách nào đánh lùi Ukraine ra khu vực kết hết, và có thể là Ukraine còn ở đó một thời gian khá dài. Khá dài, thời gian là bao nhiêu lâu thì Nguyên không biết, nhưng mà có thể còn ở đó một thời gian rất là dài. Và cái thời gian mà Ukraine ở đó, nó sẽ tạo ra cho Ukraine một cái cơ hội để tấn công vào những khu vực khác. Ngày hôm nay thì chính phủ địa phương của Nga ở tại khu vực Bakhmut, ông ta cho rằng là ít nhất là 3 cái khu định cư lực lượng của Ukraine đã trà trộn vào. Và cuộc giao tranh đang khốc liệt ở 3 khu định cư. Báo cáo cụ thể cho phía bên Putin cho biết rằng là ông ta báo cáo lên Putin là đừng có lo, chúng tôi không phải giống như khu vực kết đâu. Chúng tôi sẽ không thất thủ. Tuy rằng lực lượng của Ukraine đã trà trộn vào ba khu định cư, nhưng nó vẫn nằm trong cái khu quản lý và sự khả năng chúng tôi sẽ ngăn chặn được. Nên báo cáo cho Putin biết là đừng có lo. Lo hay không thì không biết, nhưng đã mất ba khu định cư rồi. Lực lượng người ta đã trà trộn vô ba khu định cư, có nghĩa là mình đã lùi ra khỏi ba khu định cư đó rồi. Thì có ngăn chặn được Ukraine ở khu vực bán rột hay không thì không rõ, nhưng mà Ukraine thấy rõ được là bắt đầu mở ra những mặt trận khác để làm cho cái khu vực mà giữa, các vị biết là kết nó nằm chính giữa, ở miền dưới kết đó là bán rột, ở miền bắc là Kupyan. Ukraine bây giờ mở ra ba hướng đánh để làm gì? Để cho lực lượng của Nga phải chi phối. Nga không có thể diện binh ở tại kết được nhiều,
mà Nga phải bảo vệ những cái khu vực khác. Thì hiện bây giờ người ta đặt là Ukraine có đủ nhân lực, có đủ thiết bị, có đủ đạn dược để làm điều đó hay không? Có chắc vậy, có. À, bởi vì trong một cái bối cảnh, cái tâm lý của binh sĩ Ukraine với tâm lý của binh sĩ Nga nó không khác nhau. Nó hoàn toàn khác nhau. Tâm lý của binh sĩ Ukraine nó là đánh cho sống còn, đánh để bảo vệ quyền lợi của đất nước, đánh để bảo vệ tiếng tăm của Ukraine tồn tại, bấm để đất nước Ukraine còn tồn tại, bảo vệ người dân, con em của mình được cái sự tự do. Nên là cái sự quyết tâm trên chiến trường nó kịch liệt hơn. Còn binh sĩ của Nga đánh là vì tiền, cầm súng tới lúc mà đụng đạn rồi ai cũng trốn. Điển hình ở khu vực hết bị bắt bao nhiêu, con số nó thật đếm không xuể, đếm không xuể. À, và bây giờ thì Ukraine đang xúi dục vấn đề trao đổi tù binh. Vừa qua thì có trao đổi đó, cái danh sách trao đổi đã có rồi đó. Chỉ có điều là lực lượng Azure, các vị cũng biết là cái lực lượng mà người ta kêu là hùng mạnh nhất của Ukraine, họ hơi bất mãn là bởi vì cái cuộc trao đổi sắp tới đây á, nó không có một binh sĩ nào Azure được thả hết. À, bởi vì các vị cũng biết là những binh sĩ Azure là những binh sĩ mà họ đi tuyến đầu, họ đi ở nơi nguy hiểm nhất. Ví dụ là những binh sĩ ở tại Mariupol vừa qua bị bao vây đó. Hiện bây giờ ông tướng của Azure, ông ta nói rằng là cái cuộc trao đổi này tôi không có hài lòng, bởi vì cái cuộc trao đổi vừa qua nó không có bất cứ một binh sĩ nào Azure sẽ được thả trong những ngày kế tiếp hết. Nhưng mà cái số lượng binh sĩ của Nga bị bắt rất là nhiều. Đó là vấn đề trao đổi con tin nó sẽ còn tiếp diễn trong những ngày kế tiếp. Và ở tại khu vực kết thì ngày nào Ukraine cũng bắt tù binh hết. Hàng loạt binh sĩ của Nga đầu hàng vô điều kiện. Và những cái đoạn video được công chiếu trên rất là nhiều trang mạng xã hội, thường xuyên lặp đi lặp lại. Tất nhiên là những video này có phần lớn người ta chưa có kiểm chứng, nên là chúng ta cũng không biết là nó thật hay giả. Nên là cái số lượng mà hiện bây giờ người ta chắc là trên 260 binh sĩ của Nga đã bị bắt. Con số trên số đó, đó là chắc. Còn những con số lớn hơn nữa thì cũng không biết. Bởi vì thực tế hình như là 1-2 ngày là có đoạn video đã quay chiếu là binh sĩ của Nga đầu hàng. Nên là cái điều này hiện bây giờ cái thống kê chính xác có thể đạt con số nhiều hơn nhiều mà không rõ của chú và anh chị. Đó là vấn đề khu vực giao tranh ở trên lãnh thổ của Nga. Thứ nhất là cho các vị nhớ là Ukraine ngày hôm nay không còn đánh ở một mặt trận mà chuẩn bị đánh lớn ở tại khu vực Berkhov. Và khu vực Bryansk sẽ mở thêm hai mặt trận mới nữa. Sẽ có cuộc tác chiến khá lớn ở những khu vực này. Nhưng ngược lại thì khu vực Donetsk, khu vực Donetsk là cái khu vực mà Ukraine đang gặp những cái tình trạng phòng thủ mà sự tấn công của Nga khá lớn mạnh ở khu vực Donetsk. Là cái khu vực mà Nga đang dồn lực lượng của mình mạnh nhất và Nga tấn công như là vũ bão ở khu vực này. Sáng ngày hôm nay thì Nga công bố là Nga lấy được một ngôi làng ở khu vực Donetsk tiếp tục. Cái điều này nó chưa xác định. Nguyên đã đi kiểm chứng cái bản tin của Nga công bố là lấy một cái ngôi làng. Nguyên đã coi rất là nhiều trang mạng địa phương của Ukraine và Nguyên có liên lạc với đối tác bình bệnh. Nguyên chưa nhận được cái bản tin đó. Các vị cũng biết là hiện bây giờ Nga đang đi tới những cái ngôi làng lớn nhất của Ukraine, thành phố lớn nhất của Ukraine. Và cách cái thành phố lớn nhất nó còn khoảng tầm 10 cây số thôi. Và cái sự tấn công của Nga ở khu vực nó rất là mãnh liệt. Cái điều mà Nguyên thấy lạ kỳ đó là phía bên Ukraine họ không phản công. Giống như là Nguyên cảm giác là họ đang dụ cá vào rọ vậy đó. Bởi vì hiện bây giờ cái thành phố cuối cùng ở khu vực Donetsk là thành phố lớn đó, cuối cùng đó. Lớn nhất khu vực đó đó là cái thành phố mà kêu là cái thành phố chủ chốt. Cái thành phố nó có là cái trách nhiệm phân phối. Là cái thành phố nó có cái đường cao tốc để đi thẳng tới thủ đô. Nó có nhiều hướng khác đi. Thì bây giờ lực lượng của Nga khoảng tầm 10 cây số ở đó. 10 cây số ở đó. Kẻ địch như thế nào thì Ukraine cũng nắm rõ trong bàn tay hết. Nhưng Ukraine vẫn phòng thủ chứ không tấn công. Vẫn để cho Nga tấn công. Vẫn để cho Nga đi sâu vào. Cả tuần vừa qua thì Nga cũng lấy được một vài cây số. Cái điều mà Nguyên cảm giác là giống như Ukraine dụ Nga vào trong cái rọ rồi bắt đầu bao vây lại hay gì đó. Mà Nguyên thấy là ở khu vực Donetsk cái sự tiến bộ của Nga nó vẫn có. Ít nhưng vẫn có. Mà cái điều đó lạ. Khi lúc đó Ukraine có đủ lực lượng đi sâu trên lãnh thổ của Nga, nhưng ngược lại khu vực Donetsk để cho Nga đi sâu vào trong. Lạ kỳ quá.
Nguyên theo cái tình nghi của Nguyên là cố tình để dụ dỗ vô để cho Nga nghĩ là mình có cơ hội thắng. Bắt đầu là dồn dập lực lượng và cứ tấn công. Vì khi các vị tấn công thì các vị sẽ đi sâu vào trong và gớt vào trong cạm bẫy, khi người ta bao vây ngược trở lại thì các vị không có đường lui. Thì Nguyên không biết phải chăng là cái chiến lược của Ukraine chăng, nhưng mà ở khu vực Donetsk thì nó thấy có cái đà là sự tiến bộ của Nga trong cả tuần gần đây nó có. Các vị biết là theo dõi diễn đàn của Nguyên thì Nguyên đưa tin hai mặt, đưa tin tình trạng thực tế chiến trường. Tất nhiên là cái lập trường chính trị thì Nguyên ủng hộ Ukraine, cái điều đó Nguyên nghĩ ai cũng biết rồi. Nhưng mà khi Nguyên đưa tin là Nguyên đưa tin tình trạng cụ thể của cuộc chiến. Xấu thì Nguyên nói xấu, tốt thì Nguyên nói tốt. Chứ bịa đặt và nghiêng về bên này, nghiêng bên kia. Test là cái khu vực nếu mà Ukraine cứ để tiếp tục như vậy và cái thành phố lớn kế tiếp mà bị thất thủ thì Ukraine sẽ mắc trọn Donetsk. Và khi mắc trọn Donetsk nó rất là nguy hiểm cho Ukraine vì những con đường cao tốc nó có thể giúp đỡ lực lượng của Nga đi vào nhiều hướng khác nhau. Thì cái điều này đó là cái điều mà Ukraine, Nguyên không biết lý do tại sao Ukraine có đủ khả năng nhân lực, vũ khí nhưng vẫn để cho Nga có sự tiến bộ ở khu vực này. Thì chúng ta sẽ chờ xem coi những ngày kế tiếp tình trạng cuộc chiến ở diễn biến như thế nào. Phải chăng đây là cái đồ cạm bẫy mà của Ukraine đang gài bẫy Nga, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn chi tiết. Chứ bây giờ thì Nguyên vẫn còn đang thắc mắc. Khi lúc đó không phải là Ukraine không có đủ khả năng. Về khí tài quân sự bây giờ thì Ukraine đã dư ở gần đây. Và máy bay Ukraine cũng đã có. Mà Ukraine cũng không sử dụng máy bay để yểm trợ cho cái mặt trận Donetsk. Nó lạ là chỗ đó đó. Bây giờ máy bay F-61 đã có và nó có thể yểm trợ rất là nhiều ở mặt trận này. Nhưng mà Ukraine vẫn không sử dụng. Thì cái điều mà Nguyên cũng đang rất là thắc mắc lý do tại sao. Đó là bản tin liên quan đến khu vực Donetsk. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật những bản tin lạc giặc đó đây liên quan đến Nga và Ukraine. Bản tin buồn cho Nga. Đó là người ta xác nhận, tập đoàn Wagner đã thừa nhận và xác nhận là từ giây phút này họ sẽ không tham chiến tại Ukraine nữa. Nó có nhiều nguyên nhân và lý do đã dẫn đến cái sự quyết định của tập đoàn Wagner như vậy. Thứ nhất là họ bị ám ảnh với cái chết của ông Prigozhin. Thứ hai là họ biết là lực lượng của Nga, chính thống của Nga không ưa gì họ. Và khi họ tham chiến ở tại Ukraine, họ sẽ trở thành binh sĩ hy sinh bia đỡ đạn. Và cái điều đó họ không muốn. Nên là hiện bây giờ cái người đang nắm quyền của tập đoàn Wagner đã chính thức công bố là chúng ta không tham gia bất cứ cuộc giao tranh nào ở khu vực Ukraine hết. Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ ở tại châu Phi. Còn vấn đề của Ukraine không liên quan về chúng ta. Thì nó thực tế thì đây cũng là một cái điều mà Putin đang phải gặp khó khăn. Vì Putin đang cần một số lượng binh sĩ tinh nhuệ để ngăn chặn cái đà tiến công của Ukraine ở khu vực trên lãnh thổ của mình. Mà hiện bây giờ thì những binh sĩ tinh nhuệ là binh sĩ Wagner rất là giỏi, là lính đánh thuê mà các quý vị. Họ đánh bán mạng luôn. Là những lính đánh mà có thể là được đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp, bây giờ thì họ không muốn tham chiến ở tại Ukraine nữa. Họ tuyệt đối không. Tất nhiên là có một cái số nhỏ vẫn có, nhưng mà phần lớn là không. Phần lớn hoàn toàn là không muốn tham chiến. Vì họ còn nhớ lại cái chết, họ còn biết chứ. Họ biết mà không làm được gì. Họ biết lãnh tụ của họ, Prigozhin, tại sao mà chết. Đó. Nó là ngày hôm nay một bản tin khá buồn cho Putin biết rằng là tập đoàn Wagner đã chính thức công bố là họ không có tham chiến ở tại Ukraine nữa rồi. Vậy thì là Putin đã mất đi một cái cánh tay đắc lực. Đó là nhiều khi Nguyên nói là Putin càng ngày càng bị cô lập. Hiện bây giờ Putin, các vị nghĩ coi, ngày xưa Putin cánh tay trái là ông Prigozhin, cánh tay phải là ông Seru. Đó, hai bạn thân của mình đã quen biết nhau hai mươi mấy năm, đã cùng nhau có thể nói là lãnh đạo đất nước. Và bây giờ cái kết quả là những người đó hiện bây giờ đang ở đâu? Một người thì chết, một người thì mất chức. Putin đã cắt chức hết những người đó. Cắt chức hết những người đó. Để biết là Putin hiện bây giờ đang ở trong cái trạng thái cô độc. Và những người mà thường xuyên như vậy đó là xong rồi. Xong rồi các quý vị. Xong rồi. Hiện bây giờ thì những cái cánh tay phải, tay trái của Putin nó đã mất. Nên là ngày hôm nay á, Nga thất bại trên chiến trường.
ở khu vực kết và nhiều khu vực khác. Cái người vui á là ông Seru đó. Cái người vui mà ông Seru, ông nói thấy chưa? Mày cắt chức tao Putin, của cái hậu quả mày thấy chưa? Mày đuổi đàn em của tao đi hết, hậu quả thấy chưa? Và cái hậu quả nó mới là cái sự khởi đầu thôi, khởi đầu thôi. Cuộc thất bại của Nga, Nguyên còn tin rằng nó còn sẽ kéo dài nữa, chứ không phải ở đây đâu. Nguyên tin là cái cuộc thất bại của Nga nó sẽ chồng chất trong những ngày kế tiếp, chứ nó không ở một cái khu vực nhỏ như vậy. Đó là bản tin liên quan đến tập đoàn Wagner. Một bản tin liên quan đến vấn đề an ninh hạt nhân mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Đó là ông Javier Rossi, đó là giám đốc an ninh hạt nhân toàn cầu. Ngày hôm nay chính thức, sau khi nhiều tầng xin phép Nga cho ông ta đi tham quan cái nhà máy hạt nhân ở khu vực kết để ông ta độc lập và đánh giá. Thì các vị biết là hiện bây giờ giao tranh ở khu vực kết nó gần cái nhà máy, bây giờ sát bên nhà máy 7 cây số, 5 cây số gì đó. Và hai bên đều bắn với nhau rất là gần nhà máy. Thì cái vấn đề an ninh hạt nhân là cái vấn đề mà cả thế giới họ lo lắng. Nên là vừa qua phía bên an ninh hạt nhân cả toàn cầu đó, họ đã gửi cái lá thư xin phép cho họ đến đó để mà họ xem xét tình trạng của nhà máy như thế nào, để họ đánh giá một cách độc lập. Bởi vì họ nhận rất là nhiều tin xấu đến từ Nga. Nga lúc nào cũng công bố là Ukraine đã nã pháo vào nhà máy, Ukraine cố tình tấn công vào nhà máy, Ukraine muốn tiêu hủy nhà máy, vân vân và vân vân. Thì hiện bây giờ ông giám đốc an ninh hạt nhân của toàn cầu đó, ông ta muốn chính mắt miệng nghe, chưa chắc là thật. Nguyên nói là mắt thấy tai nghe, sờ đụng còn giả. Chứ đừng có nghe một hướng không. Nói chắc quý vị phải nhớ điều đó, đừng có nghe một hướng. Cũng giống như Nguyên đưa tin là đừng có nghe cho vui chứ đừng có tin. Mình phải đi kiểm chứng. Hả, Nguyên đã nói rồi mà, hãy đi kiểm chứng lời của Nguyên nói. Chứ đừng có nghe. Vì cuộc đời bây giờ đồ giả nó nhiều lắm. Nguyên nói thật luôn. Nè, nên là nhiều khi là mắt thấy tai nghe sờ đụng mà còn chưa có tin sờ đụng rồi đó, thử rồi đó. Mà còn bị nhầm. Huống chi mà nghe có một hướng. Nên là lý do đó mà ông giám đốc an ninh tình báo hạt nhân đó, ông mới tự đến đó. Với một cái vai trò đó là độc lập, không có nghiêng về bên nào hết. Và ông ta sẽ với cái nhóm của mình đó, ông ta sẽ đánh giá cụ thể cái sự nguy hiểm và thủ phạm là cho là ai, và ông ta sẽ nêu lên cụ thể như thế nào đó. Thì bởi vì nghe về một hướng hay nghe về hướng bên trái hướng bên phải không biết ai đâu sự thật cả, nên là cái điều này nó sẽ đánh giá về vấn đề cái nhà máy hạt nhân của kết nó như thế nào. Hiện bây giờ vẫn chưa rõ, đây là cái ngày đầu tiên ông ta đến, ông ta sẽ ở đó vài ngày. Thứ nhất là coi cách điều hành, thứ hai là coi cái những cái hệ thống hoạt động như thế nào, thứ ba là coi cái tình trạng cuộc chiến xung quanh nó ra sao, để ông ta kết luận ở đó rất là nhiều ngày trước khi rời khỏi. Thì để cho các quý vị biết là hiện bây giờ cái vấn đề nhà máy hạt nhân ở tại khu vực kết nó cũng là vấn đề người ta lo lắng, lo lắng. Nên là cái điều đó là cái điều cũng cần thiết lắm, cần thiết lắm. Đó là bản tin liên quan đến nhà máy hạt nhân và cái sự hiện diện của ông Rossi, Javier Rossi. Đây cũng là một cái sự hiện diện để chúng ta đánh giá được khu vực đó, nhà máy hạt nhân có an toàn hay không. Và bây giờ chúng ta đi qua một bản tin liên quan đến Thủ tướng của Ấn Độ. Sau khi cái chuyến đi ở tại Ukraine thì ông ta đã có cái cuộc nói chuyện với Joe Biden. Sau khi cái chuyến đi tại Ukraine thì ông Modi đã có cái cuộc nói chuyện với Tổng thống Joe. Ông ta cho rằng là tôi có một cái ước ao, tôi có một cái khát khao. Đó, tôi có một ước ao, tôi có một cái khát khao. Ước ao và khát khao của tôi đó là làm sao chúng ta đó có thể đem lại hòa bình cho Ukraine. Đem lại hòa bình cho Ukraine. Và tôi kêu gọi đó chúng ta đoàn kết Ấn Độ và Mỹ, chúng ta cùng nhau nỗ lực tìm ra những cái biện pháp để có thể giải quyết cái sự mâu thuẫn giữa hai quốc gia và giúp đỡ họ quay lại cái bàn đàm phán hòa bình. Đây là ước ao và khát khao của tôi. Thì đây là cách nói chuyện xã giao, ngoại giao thôi các cô chú anh chị em nha. Những câu lãnh tụ mà nói về tình cảm nhiều, tình nghĩa nhiều á, đặc biệt là trong vấn đề ngoại giao là các quý vị đừng có tin. Modi là hai mặt. Ông Modi, ông hai mặt. Một mặt thì ông nói như vậy đó, chứ mặt khác thì ông vẫn ban giao tốt đẹp, ông mua dầu hỏa của Nga ào ào. Hiện bây giờ Ấn Độ là cái quốc gia mua dầu hỏa của Nga nhiều nhất với cái giá ổn định.
Hiện bây giờ Ấn Độ ông ta còn muốn mua nhiều thứ. Ông ta muốn đầu tư tại Nga nhiều thứ để tìm có lợi nhuận. Ấn Độ nói như vậy chứ Ấn Độ là hai mặt. Cái lý do mà Ấn Độ mà nói chuyện nhẹ nhàng với Tổng thống Joe đó là cỡ này Mỹ đang trừng phạt những tập đoàn công ty buôn bán với Nga. Mà Ấn Độ cũng không thua kém vì Trung Quốc. Tất nhiên là Trung Quốc đứng hàng đầu thì Ấn Độ đứng hạng 2. Đó, vừa qua thì đã có tới 400 công ty và cá nhân đã bị nằm trong cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tập đoàn công ty của Trung Quốc và cá nhân của Trung Quốc. Đó. Nhưng mà không có nghĩa là không có Ấn Độ trong đó. Không có nghĩa là không có Ấn Độ trong đó. Nên là ông Ấn Độ, ông muốn xoa dịu Mỹ và ông muốn nói là ai anh Mỹ ơi, anh trừng phạt ông Trung Quốc thì đừng trừng phạt em nha. Ồ, em muốn hòa bình mà, em thương lắm. Đó, nói chung chung là như vậy. Đó là vấn đề ngoại giao. Để nói cho nó có. Nguyên Phó nó dùng một câu là chính thức là để nói cho nó có. Và nói cho nó xoa dịu để cho Mỹ không trừng phạt cái nền kinh tế của Ấn Độ mà thôi. Chứ thực tế thì chúng ta đều biết là cái lập trường của Ấn Độ nó khá là hai mặt. Nó khá là hai mặt. Chứ không phải là khờ đâu. Nên là cái điều mà bữa nay làm đạo đức là cái ước ao, là cái khát khao của chúng tôi là đem lại hòa bình đó. Mục đích chính là để cho Mỹ không có lệnh trừng phạt về Ấn Độ. Chứ Ấn Độ là mua dầu hỏa đồ buôn bán dữ lắm. Mua ăn ngán dữ lắm. Nên là cái điều đó là cái điều mà cái chiêu trò của mấy ông nhà chính trị ngoại giao. Nên các quý vị phải làm quen dần với cái điều đó. Mấy ông nào mà đạo đức càng nhiều thì càng phải đặt cái câu nguy hiểm. Vì trong chính trị ít có đạo đức lắm. Nó có lợi ích không à? Chính trị họ không nói về đạo đức. Đạo đức là chúng ta phải nói về tôn giáo. Còn chính trị thì họ nói về lợi ích. Lợi ích. Họ sẽ đặt lợi ích nhân dân hay là lợi ích cá nhân của họ, lợi ích đảng phái của họ lên hàng đầu. Đó là chính trị và tôn giáo nó sẽ không bao giờ giống nhau ở chỗ đó. Ở các quý vị thấy mà lời Chúa dạy, người ta tán con bên phái là con phải đưa má bên trái con đưa cho người ta tán luôn. Vậy nó đồng điều. Đó là đạo đức. Đạo đức mới có sự hy sinh, nhường nhịn mà khiêm nhường. Còn chính trị là đáp trả. Mày trừng phạt tao kinh tế là tao đáp trả mày lại kinh tế. Mày tấn công tao là tao đáp trả mày lại tấn công. Đó, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Chứ không có vụ mà hy sinh, hy hò gì cả. Và bây giờ thì Châu Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái phương hướng, cái phương hướng và cái lập trường của Ukraine đang chờ đợi những ngày kế tiếp, đặc biệt là đồng minh sẽ như thế nào. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Sau khi cái cuộc tấn công ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky đã phân tích rất là rõ cho đồng minh thấy. Các vị thấy rõ được đó. Sự tàn bạo, tàn ác của Putin nó vẫn tiếp diễn đã 2 năm mấy vừa qua. Nhưng không bị lệnh trừng phạt. Các quý vị thấy đó, một cái người làm tội ác thì sẽ bị lệnh trừng phạt như Putin đã làm 2 năm mấy vừa qua. Hãy cho phép chúng tôi đủ khả năng, vũ khí, thiết bị để chúng tôi trừng phạt Putin. Những cái gì gào cản vừa qua hãy mở hết và đừng có ngần ngại viện trợ cho chúng tôi những vũ khí mà các quý vị có. Những vũ khí các quý vị có nó nằm ở trong kho, nó không tác động, nó không giúp đỡ gì cả. Hãy cho chúng tôi mượn. Không cho chúng tôi thì cứ cho chúng tôi mượn. Hãy cho chúng tôi thuê. Và chúng tôi sẽ dùng những vũ khí của các quý vị, nó không để đó, nó không làm gì. Và để cho Putin phải trả giá trên tòa án của quốc tế. Đây là bài phát biểu, là cái sự mong đợi của Tổng thống Zelensky. Thì Trung Nguyên nói rằng là hiện bây giờ Ukraine đó, họ còn quá lệ thuộc về cái nguồn cung cấp của phương Tây. Mà cái máy sản xuất vũ khí của họ không kịp. Tất nhiên là Ukraine đã có sản xuất quả tiễn của mình, đã có sản xuất máy bay không người lái của mình, đã sản xuất xuồng không người lái của mình, đã sản xuất luôn cả xe bọc thép của mình. Nhưng cái số lượng sản xuất nó không có đủ so với cái tình hình hao mòn của cuộc chiến. Và Ukraine vẫn phải lệ thuộc rất là nhiều cái nguồn cung cấp của phương Tây. Nên là cái điều mà vấn đề mà phương Tây đó, mà họ không có quyết tâm để mà đối đầu với Nga đó, và họ cứ lề mề, quên là cái lề mề đó, thì cuộc chiến tranh nó kéo dài không biết chừng nào nó chấm dứt. Đặc biệt hơn nữa là Nguyên thấy cái phương Tây hiện bây giờ đó, họ đang chờ đợi cái bầu cử của Mỹ để họ quyết định. Mà cái điều đó là cái điều sai lầm. Họ đang chờ đợi cái quyết định của Hoa Kỳ
Họ chờ đợi cái kết quả bầu cử của Mỹ để họ đưa ra những cái quyết định là có cuộc sai lầm. Vì từ đây nó còn phải còn vài tháng nữa. Khi giai đoạn này là Ukraine đang chiếm ưu thế trên chiến trường, mà họ không lợi dụng thừa thắng xông lên và diễn trợ mạnh liên, mà họ chờ đợi cái bầu cử của Mỹ. Mấy ông châu Âu là gì đó? Chờ coi Mỹ ai làm tổng thống, quan điểm chính trị ngoại giao như thế nào, lập trường yểm trợ Ukraine ra sao, lên tổng thống rồi tính sao. Cái kiểu như vậy, cái kiểu là cảm nhận được ai từ từ đi. À, cái điều đó là cái điều Nguyên thấy nó đáng tiếc. Và bây giờ đã không phải là một ngày một bữa, giống như tổng thống Zelensky mới nói, trời ơi, đã 2 năm 8 tháng rồi, tội ác của Putin không thấy rõ sao, và chờ đợi cái gì nữa. À, nói là bây giờ thì vẫn là cái giai đoạn mà Putin lợi dụng cái thời cơ của Mỹ và đồng minh NATO vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn do dự, thì Putin sẽ có thể bớt sự tấn công của Ukraine. Chứ bây giờ gặp Nguyên hả, là Nguyên là tấn công te tua mà viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine, đánh cha mẹ nhìn không ra luôn. Bây giờ mà cho quả tiễn tầm xa nè, Mỹ là sao không cho, Anh Quốc tại sao không cho, rồi máy bay đâu, rồi Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine có những cái loại quà tiễn mà kêu là không đối địa, có thể bắn đến 450 cây số đâu. Chứ tại sao mà cứ để cho Nga tấn công sâu trên lãnh thổ của Ukraine bất cứ nơi nào cũng được, mà ngược lại Ukraine thì có quyền tấn công 100 cây số thôi. Chơi gì kỳ vậy? Nó bất công không? Khi đó Nga có thể tấn công cả ngàn cây số sâu trên lãnh thổ của Ukraine được, mà Ukraine thì chỉ có phép tấn công 100 cây số cặp biên giới thôi. Mà mới cho đây thôi, mới cho vài tháng đây thôi. Nó là hiện bây giờ thì Nguyên thấy là vẫn đến lúc mà mấy ông châu Âu với mấy ông NATO, mấy ông Mỹ đó phải quyết định đi. Mình phải có một cái hành động nào đó nó mãnh liệt hơn một chút xíu. Đặc biệt là giai đoạn này là cái giai đoạn mà Ukraine họ đang thừa thắng xông lên. Mà không yểm trợ họ thì Nguyên không biết. Khi lúc mà yểm trợ họ thì lúc đó là cái vị thế của họ đã khác rồi. Bây giờ họ đang thắng. Họ đang thắng thì tại sao không giúp đỡ họ nhiều một chút xíu, để cho mọi sự việc nó đều tốt đẹp. Và ngược lại thắng thì sợ đổ dầu vào lửa, sợ chiến tranh hạt nhân, sợ đệ tam thứ chiến. Thì cứ như vậy thì nó cứ lặp đi lặp lại, và cái cuộc chiến nó cứ kéo dài. Đây là cái sự việc mà Tổng thống Zelensky đã giải thích là vì ông ta đang chờ đợi cái sự giúp đỡ mãnh liệt hơn đến từ phía bên đồng minh của mình, trong một cái bối cảnh mà Ukraine đang có một cơ hội chiến thắng, chứ không phải là không có.